Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy nha. Nam mô Bích Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thịnh Tông Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng tọa Trực Đẳng và chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về 10 trong 18 tâm vô nhân, hay gọi là tâm cơ năng. Tiếp theo còn lại là hai tâm tiếp thu, tức là hai tâm tiếp nhận Sambatichana, ba tâm quan sát Sandhirana Chitta, tâm khai ngũ môn Panchadvara Vachana, bộ tâm khai ngũ môn Madhadvara Vachana. Đó là những tâm cơ năng, và nó chỉ đi với cái bộ máy ngũ sung thức tiếp thu quan sát. Còn riêng về cái tâm cuối cùng, tâm thứ 18 của 18 tâm vô nhân, tâm ương cúng sinh tiến, tâm này không phải là tâm cơ năng mà nó là tâm cho cái đá, hay tâm động lực, hoặc là tâm xử lý cảnh. Nó cũng tương tự như là cái tâm tố dục giới hữu dân vậy đó. Và hôm nay trong bài học này chúng ta sẽ nghe giải rộng về 8 tâm này qua cái lời giảng giải của Thượng tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì trước nhất xin mời cô Lâm Dạ Nguyệt Quang Hỷ đọc cho kinh văn, rồi sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thứ lần thay, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần kinh văn. Hai, bài giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 14, những tâm cơ năng tiếp theo. Tâm tiếp nhận Sambatichana Chitta. Tâm tiếp nhận có thể hiểu như người dắt bằng tại nhiều nhà hàng lớn ngày nay. Sau khi khách hàng vào đã xác định danh tính, thì người này đưa đến bàn ngồi, giao việc phục vụ lại cho người chạy bàn. Tâm tiếp thu cũng là tâm quả tương ưng với tâm ngũ quan. Có nghĩa là nếu nhận thức là tâm quả xấu thì tâm tiếp thu cũng là tâm quả xấu. Tâm quan sát Santiranachita. Tâm quan sát có ba. Một, tâm quan sát quả bất thiện thọ xả. Hai, tâm quan sát quả thiện thọ xả. Ba, tâm quan sát quả thiện thọ hỷ. Tâm quan sát là tâm ghi nhận cảnh trong tính cách đơn thuần nhất. Thí dụ như một người làm việc cho một công ty lớn, khi khách được dẫn đến thì lấy danh tánh, giờ hẹn, mục đích, vân vân, rồi chuyển qua một nhân viên khác đưa đến văn phòng thích hợp theo nhu cầu. Với vai trò này, tâm quan sát là thức tâm quả tương thích với tâm ngũ quan và tâm tiếp nhận. Ngoài chức năng trên, tâm quan sát cũng có chức năng của tâm dư hưởng, ta đà làm văn ạ. Trong trường hợp cảnh tốt là ấn tượng mạnh. Ba chức năng khác vô cùng quan trọng của tâm quan sát, nhưng chỉ nhắc sơ lược trong bài học này là tục sinh, tiềm thức và tử. Với những chức năng này cho biết nhiều về chủng loại của chúng sanh và khả năng cảm thụ cuộc sống. Thí dụ, tâm quan sát quả bất thiện thọ xả là tâm tục sinh,
tiềm thức tử của chúng sanh trong bốn ác đạo. Tâm thọ xả quả thiết là lục sinh, tiềm thức tử của người lạc như câm, điếc, bẩm sinh. Tâm khai ngũ môn, vinh chất đoà ra chất, quá chân chất tạ. Tâm khai ngũ môn là thứ tâm hoạt thức đầu tiên khi tiềm thức gián đoạn. Tâm này giống như người mở cổng để các tâm ngũ quan nhận biết năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Tâm khai ý môn, mano đoà ra quách chất chất tạ. Tâm khai ý môn có thể hiểu như trợ tá của giám đốc, sắp xếp hồ sơ, phân định công việc nhưng không quyết định. Như giám đốc là ý giới trong 18 giới và mang chức năng phân định. Quathapana trong diễn trình tâm, tâm khai ý môn là một cơ phận quan trọng nhưng thuần tính cách máy móc, không nên hiểu vai trò phân định trong tính cách phản ứng như các tâm xử lý. Chawana tâm sinh tiếu Hasitapa đó không giống như những tâm kể trên. Tâm sinh tiếu không đóng vai trò cơ năng mà là tâm xử lý, tức là Chavana. Tâm này là việc cười của các bậc hoàn toàn đoạn tận phiền não. Vị trí của tâm này tương đối lẻ loi trong biểu đồ chư pháp. Kinh điển ghi lại có 6 cách cười từ thô đến tế và 3 bậc hoàn toàn giải thoát là toàn giác, độc giác và thinh văn giác. Có vài luận giải sai biệt về điểm này, nhưng căn bản có thể hiểu là bậc toàn giác như Đức Phật Gautama chỉ cười nhẹ bằng hai tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ, hợp trí hỗ trợ hoặc vô trợ. Chư Phật độc giác có thể cười bằng 4 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ. Chư vị thinh văn có thể cười bằng 5 tâm, 4 tâm tịnh hảo duy tác thọ hỷ và tâm sinh tiếu. Hiểu theo cách này thì tâm sinh tiếu là tâm làm việc cười do ảnh hưởng của thói quen, một thứ hoàn toàn không có ở chư Phật toàn giác. Việc tâm sinh tiếu được nêu ra trong Thắng Pháp Abhidhamma cho thấy giáo lý này thuần túy y cứ trên hiện tượng được Phật dạy, không phải là sản phẩm của triết học hay suy diễn. Phần ngữ và nghĩa. Trong Thắng Pháp, những từ hình dung từ tịnh hảo, thiện, hữu nhân, vô nhân, vân vân được dùng theo sự phân định hẳn hoi. Thí dụ, có những thứ tâm của chư vị A-la-hán là tâm tịnh hảo, nhưng không là tâm thiện. Tâm sanh tiếu chỉ có ở chư vị A-la-hán, nhưng không phải là tâm tịnh hảo. Không là tâm tịnh hảo, nhưng cũng không phải là tâm xấu. Nên cẩn. Những từ quan sát, phân định, khám môn, hoàn toàn nói theo cách vĩ mô, không nên hiểu là phân tích quyết định là thiện ác, tốt xấu. Sự phân định như vậy thuộc phần hành của tâm xử lý. Chào anh ạ. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Khi chúng ta kể về chức năng của những cơ phận trong bộ máy, như bộ phận này, làm việc này, việc kia, hoàn toàn, theo cách nói vĩ mô, khác với cách nói trong cuộc sống hàng ngày. Phải hiểu tính cách này khi nói về các tâm cơ năng. Những điểm cần nhớ. Các tâm cơ năng như tiếp nhận, quan sát luôn tương thích với tâm ngũ quan về quả nghiệp và cảm thọ. Tâm quan sát trong chức năng là tâm tục sinh, cho thấy một số chi tiết quan trọng của các chúng sanh kém phước. Tâm sanh tiếu là tâm làm việc cười cho chư vị A-la-hán, chỉ có chức năng là tâm xử lý cho nó trong tiến trình tâm thực. Các hình ảnh minh họa. Các tâm cơ năng trong diễn trình tâm. Các cơ năng trong biểu đồ chư pháp. Tiềm thức và hoạt thức trong diễn trình tâm. Nhân quả trong tiến trình tâm. Điều đã nói và điều sắp nói bài học trước là tâm cơ năng và bài học tiếp theo sẽ là tâm dục giới, thứ tâm đa nhiệm. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bích Thầy á.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư Tổ Tổ sư, đại lễ chư Tổ Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử một điều là tối qua chúng tôi đang soạn bài đó mà có công việc phải giải quyết một gì trong cái phần minh họa đó, chúng tôi chưa có để lên kịp hai cái biểu đồ cho bài học ngày hôm nay. Lát nữa sau giờ học chúng tôi sẽ để lên và quý vị chịu khó lấy lại. Nếu quý vị nào qua bên Zoom thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ có một vài cái thao tác để quý vị thấy rõ cái biểu đồ mới. Nhưng mà không sao, bây giờ thì chúng ta đi vào trong bài học ngày hôm nay. Từ vừa rồi với bài giảng của Thượng Tọa Tuệ Sư thì chúng ta đã nghe một số những cái khái niệm cần chuẩn bị cho việc mà đi vào các cái tầng mà tính cơ năng. Thí dụ như tuy rằng nói là tâm là việc máy móc, nhưng mà những tâm này trước nhất là nó chịu ảnh hưởng nhân quả. Nó có những thứ tâm mà nó là tâm tạo nghiệp, có những tâm là tâm quả của nghiệp, và có những tâm là phi nghiệp phi quả. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý. Thì hôm nay chúng ta học về những tâm cơ năng này thì chúng ta thấy được là mặc dù trên phương diện chiêu cảm của nghiệp, tức là tâm quả đó, như là ngũ quan, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, có thể là thiện, có thể là bất thiện, quả thiện, có thể là quả bất thiện, nhưng mà cái tính cách về quả đó, nó không dừng ở tại đây, mà nó phải tiếp theo là tâm quan sát, tiếp thu, tiếp nhận quan sát, thì nó cũng tương đương với cái tâm ngũ quan. Lấy ví dụ nhãn thức là quả bất thiện, thì tiếp thu cũng là quả bất thiện, quan sát cũng là quả bất thiện. Tức là những tâm này nó sanh lên cũng là quả của nghiệp, nhưng mà nó phải đi một cách tương thích với tâm ngũ quan. Thì thưa quý vị, trước khi mà chúng ta trở lại đầu sâu vào lý do tại sao mà nó phải có một cái sự tương thích như vậy đó, thì chúng ta nói về tâm tiếp nhận. Thì tiếp nhận ở tại đây nó mang thuần là một cái bộ phận ở trong cái nguồn máy rất là tế nhị của tâm thức. Ở đây chúng tôi dùng một cái ví dụ là ngày nay mà nếu khi nào mà quý vị đến một vài cái nhà hàng lớn đó, họ có một cái khâu đặc biệt là giữa cái người đứng để chào hỏi khách đến và cái người chạy bàn để phục vụ, thì họ có một cái người mà chúng ta gọi là người dắt bàn. Người dắt bàn thì có những nhà hàng lớn lớn mênh mông, thứ khách vào thì họ không biết ngồi chỗ nào, thì cái người dắt bàn là người phần sự lấy thực đơn, có đôi khi lấy muỗng nĩa, lấy khăn ăn, dẫn cái người khách đi. Ví dụ như họ nói họ có 2 người, 3 người, 5 người, thì đi từ cái cửa ở ngoài đó, vào tới bàn. Nhưng mà người thì không có phục vụ, chỉ dắt bàn thôi. Dắt bàn. Rồi sau đó khi mà khách ngồi xuống rồi đó, thì sẽ có một cái người bồi bàn, dắt bàn chạy đến. Quý vị còn nghỉ chờ chúng ta chút xíu. Quý vị có nghe được không hả? Quý vị có nghe được không hả? Thưa quý vị, cái người người
người giác quan đó được ví dụ như tâm tiếp thu, tức là một cái công đoạn nằm giữa. Dạ. Để chúng tôi làm sao để chúng tôi tắt cái âm thanh chút xíu nha. Quý vị có nghe lời chúng tôi nói không hả? Dạ quý vị, dạ. Thì thưa quý vị, cái tâm tiếp thu này, mặc dù nó là một việc cơ năng là chuyển tiếp giữa một người nhận khách ở bên ngoài và người bồi bàn. Dạ. Nhưng mà rồi nó lại phải mang cái tính tương đương, tương ứng với trong ngũ quan. Nghĩa là ngũ quan là quả thiện thì nó phải là quả thiện, mà quả bất thiện thì nó cũng là quả bất thiện. Dạ. Chứ không có cái trường hợp nào mà tâm ngũ quan là quả thiện mình tiếp thu nó là quả bất thiện, hay là trong ngũ quan là quả bất thiện mà tiếp thu quả thiện hết. Và nó phải một dòng tiếp theo đó, tức là một cái ekip làm việc chung với nhau. Dạ. Để một nhóm ngũ quan rồi tiếp thu rồi quan sát rồi thì nó phải đều là quả bất thiện hết, đều là quả thiện thì quả bất thiện nó tương đương với trong ngũ quan. Điều đó là điều mà chúng ta cần nhớ. Thì bây giờ sau cái tâm tiếp thu, chúng ta nói tâm quan sát. Tâm quan sát đó là cái tâm có thể gọi là ghi nhận. Dạ, ghi nhận một cách đơn thuần những cái một số các cảnh. Chúng tôi có một cái ví dụ ở trong bài học này đó, là như trường hợp một cái người ở một cái bộ phận ở trong công ty, khi có người tiếp tân, khi có người tiếp nhận đưa khách ở bên ngoài vào, thì cái công việc của vị này đó là lấy tên họ, tên họ là gì, đến đây lúc mấy giờ, có hẹn hay không có hẹn, và muốn gặp ai vân vân, thì đó là tâm quan sát. Dạ, tâm quan sát rồi sau đó mới chuyển vào một cái loại tâm gọi là tâm phân định. Mà ngày thì sẽ gọi tâm phân đoán, tức là tâm phân định, tức là bây giờ cái người đó họ đến đây để họ gặp, họ vay tiền thì phải đưa đến cái phòng để vay tiền. Họ đến đây để họ mở cái chương mục thì đưa họ đến gặp những người mở về chương mục, đưa đến đây đổi tiền chẳng hạn. Thì cái người có cái tâm phân định là làm công việc đó. Mà tâm phân định đó thuộc về tâm khai ý môn, lát chút xíu chúng tôi sẽ nói. Nhưng mà trong quan sát này thì thưa quý vị, có ba thứ tâm quan sát, hai tâm quan sát thọ xả, một là thọ xả quả bất thiện, hai là quả xả quả thiện. Nhưng mà nếu cái cảnh hiện đến là một cảnh tương đối, một là một cảnh chúng ta nói rất lớn, mà quả thiện đó thì có một thứ tâm quan sát thọ hỷ, nó làm công việc việc dư hưởng. Công việc này chúng tôi tạm thí dụ như là khi có một người khách đến, mà người khách đó là một người khách rất thân quen, một khách rất lớn. Sau khi giải quyết xong công việc trở ra, thì cái người mà lấy tên họ hồi nãy cũng đứng lên chào đón, cũng là xã giao, nhưng mà xã giao một cách nồng nàn hơn, nồng nhiệt hơn, bởi vì người khách rất là quen. Thì cái người cái tâm quan sát nó làm công việc dư hưởng như vậy. Tuy nhiên cái vai trò của tâm quan sát nó có ba cái vai trò mà
rất là quan trọng. Nói bây giờ thì nó hơi sớm, nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ nói đến là tâm quan sát làm việc tục sinh. Và hãy tâm nào làm việc tục sinh thì tâm đó phải làm việc khổ kiếp, và tâm nào làm việc khổ kiếp đó là tâm làm việc tử. Nói một cách khác đó, là ba thứ tâm tục sinh, khổ kiếp và tử đó, nó cũng là một thứ tâm thôi, nhưng mà tâm tục sinh là tâm, một cái tâm khởi đầu, và tâm tử là tâm cuối cùng của kiếp sống. Thì tâm khởi đầu và cuối cùng đó nó hoàn toàn giống như tâm tiềm thức, từ cái chặng giữa mà ngày hội tôi ngày thì sự gọi tâm khổ kiếp ấy, nằm ở giữa, hoàn toàn giống y hệt như vậy. Tục sinh bằng tâm nào, khổ kiếp bằng tâm đó, khổ kiếp bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó. Thì ở đây cái công việc mà chúng ta, cái điều mà chúng ta muốn nhắc ấy, là do cái tâm quan sát này, ngoài cái chức năng quan sát ấy, thì nó có làm công việc tục sinh, tức là nó có thể làm cả cái việc khổ kiếp và tử nữa. Những việc này chúng tôi không muốn nói nhiều ở tại đây, tại vì thưa quý vị, đôi khi chúng ta mới đi vào trong lớp học mà mình nói nhiều ở sân nó rối rắm. Nhưng mà quý vị nhớ như vậy là tâm quan sát nó có ba tâm quan sát. Thì tâm quan sát quả bất thiện thì có thể là tâm tục sinh của chúng sanh trong cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, gọi là người khổ, chúng sanh người khổ. Và tâm quan sát quả thiền thì sanh làm người lạc. Người lạc ở đây chúng tôi sẽ nói thêm. Và cái tâm quan sát thọ hỷ làm công việc của một cái tâm dư hưởng thôi, chứ nó không làm việc tục sinh. Thì bây giờ khi mà nói đến làm việc tục sinh thì cái tâm quan sát quả bất thiện, tuy rằng đó là thọ xả, nhưng mà nó trở thành một cái tâm tục sinh và hộ kiếp của chúng sanh sanh trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân. Thì căn bản mà nói đó, thì ai mà tục sinh bằng tâm này, mà tâm tiềm thức bằng tâm này, tâm quan sát mà làm cùng tiềm thức, thì chúng sanh nó không có cái chất liệu của hạnh phúc, không có chất liệu hạnh phúc. Chúng ta có hai thứ hạnh phúc ở trong đời sống. Một là hạnh phúc bằng tâm hoạt chất, hai là hạnh phúc bằng tâm tiềm thức. Như chúng tôi nói rằng, một cái người tam nhân, một người mà bình thường mà đầy đủ gọi là hữu phúc, họ sanh ra được, họ có cái chất của cái thọ hỷ ở trong cái tiềm thức của họ, hay là họ có chất của vô tham vô sân ở trong tâm của họ. Thật ra nhiều khi họ bị căng thẳng, họ có thể ngủ một giấc, mà trong cái giấc đó do cái tiềm thức, do cái tiềm thức là tâm tỉnh thảo, tỉnh thảo quả thiện và tâm tỉnh thảo, thì cái giấc ngủ đó nó có thể lấy lại, lấy lại cái sự quân bình của thân tâm của họ, do cái ảnh hưởng tiềm thức. Nhưng mà với một cái người mà những chúng sanh trong cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, thì ngay cả trong giấc ngủ thì cái ảnh hưởng của cái tâm, rồi tâm, những cái tâm là bị tiềm thức, của ảnh hưởng của tiềm thức nó không có đủ để mang lại cho họ một cái sự khỏe khoắn sảng khoái. Tại vì sao vậy? Tại vì họ tục sinh bằng cái tâm quan sát quả bất thiện. Về điều này thì quý Phật tử có thể cảm nhận được khi mà căn bản như tất cả chúng ta ở đây thì chúng tôi tin rằng tất cả đều là người sinh ra bằng tâm tam nhân, có thiện tam nhân. Thì những lúc mà chúng ta mệt hay chúng ta căng thẳng, mình ngủ một giấc rất sâu, ngủ giấc rất ngon, thì trong lúc mà chúng ta cho phép cái thân nghỉ ngơi rồi, nhưng mà tâm nó trở về với cái tâm tiềm thức, trở về với trạng thái tiềm thức phá hoang ra. Và cái trạng thái đó là quả thiện mà có họ hỷ hay là họ trí vân vân, thì nó sẽ làm cho cái thân tâm của chúng ta nó tươi nhuận lại. Thật ra sau giấc ngủ chúng thức dậy được thì chúng ta thấy mình khỏe hẳn ra, khỏe cả thân lẫn tâm. Nhưng mà với một cái người mà tục sinh bằng tâm quan sát thì cái quả bất thiện hay là quả thiện của vậy nó quá yếu,
nó quá yếu, thành ra cái chất lượng cũng được không có bù lại được nhiều. Về điểm này đó thì chúng ta cũng phải nói thêm rằng có một cái hạng người mà ở trong kinh gọi là người lạc, ở trong người lạc, ở trong kinh gọi là người lạc. Chỉ nói người lạc không phải là người hạnh phúc, người lạc phải là hạnh phúc, mà người lạc là cái người không tục sinh bằng cái tâm quan sát quả bất thiện, mà lại tục sinh bằng tâm quan sát quả thiện. Tức là quả thiện tức là quả tốt, nhưng nó chưa đủ tốt, chưa đủ tốt để bình thường. Chưa đủ tốt để là người bình thường. Ví dụ như là đối với đời sống của chúng ta thì một người bị câm, một người bị câm, bị điếc, vân vân. Mà cái câm điếc mà đúng là bẩm sinh thì người đó là người bị cái quả xấu. Nhưng mà theo ở trong thắng pháp thì người đó vẫn là tâm tục sinh bằng tâm tốt. Hãy sanh làm người, hãy sanh làm người là tục sinh bằng tâm quả thiện. Nhưng mà cái quả thiện đó nó chưa đủ, nó chưa đủ để họ được, họ được đầy đủ, đầy ngũ quan. Thật ra ở đây chúng ta phân biệt giữa cái người sanh ra bằng bằng cái tâm quả bất thiện, tâm quả xấu, khác biệt với một người sanh vào tâm quả tốt nhưng mà nó chưa đủ tốt. Nó chưa đủ tốt, giống như là bây giờ một người từ ở bên cảnh khổ mà qua bên Mỹ thì được xứ tự do, đồng ý. Nhưng mà qua được xứ tự do rồi, tuy nhiên người này không có đủ ngôn ngữ, không có đủ văn hóa, không có đủ điều kiện để hưởng thụ được sự tự do đó. Tức là sanh trong xứ tự, sanh qua xứ tự do nhưng mà không đủ điều kiện để hưởng thụ sự tự do đó. Tức là chúng ta nói rằng không có khổ nhưng mà không có đủ phước. Bởi vì thưa quý vị, nhiều khi cái nhân quả mà chúng ta đánh giá nó hơi khác biệt với cái cách hiểu ở trong kinh. Hiểu trong kinh mình nói tại sao người sanh ra bị công mà người đó lại là không phải là quả bất, không phải là nghiệp bất thiện. Dạ không, người đó sanh ra bằng cái tâm quả thiện, quả thiện mới sanh làm người, nhưng mà cái quả thiện nó không đủ, không đủ để trở thành một người bình thường. Do vậy người đó gọi là người khuyết tật bẩm sinh. Dùng chữ khuyết tật bẩm sinh thì chúng ta nên hiểu cách đó của người lạc. Chúng ta sẽ nói thêm về cái tâm tục sinh và tâm hộ kiếp hay là cái niềm tức trong những bản về sau này. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái tâm gọi là tâm tâm quan sát đó, ngoài cái việc là quan sát là một cái cơ năng và một cái bộ phận máy móc ở trong cái tâm thức, thì tâm quan sát còn là ba việc là tục sinh, tiềm thức và tử, là ba cái vai trò rất là quan trọng. Nó quan trọng tại vì nó quyết định cái chủng loại của chúng sanh, và chủng loại ở đây là người khổ hay là người lạc. Người khổ là người sanh ở trong cảnh trong bốn đời ác đạo, và người lạc ở đây là người sanh làm người nhưng mà thiếu phước. Và bây giờ chúng ta nói đến hai cái thứ tâm khác, đó là tâm khai môn, khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Khai ý môn thì cái tâm khai môn á, nó đơn giản như là một người mở cổng thôi. Người mở cổng. Nhưng mà tâm này đặc biệt nhắc đến là tâm này là cái tâm mà bắt đầu cho hoạt thức sanh khởi. Tức là sau khi sau khi cái phần mà tiềm thức cắt ngang á, thì tâm khai môn xuất hiện. Cũng giống như bình thường trong một công ty mà khách không có đến, mà khi mà khách đến rồi, một bước đầu tiên làm đó là mở cổng. Thì tâm khai môn làm việc duy nhất là mở cổng để sau đó cái tâm ngũ quan biết năm cảnh sắc thinh khí vị xúc ở bên ngoài. Thì cái tâm khai ngũ môn đó, nó có khác với tâm khai ý môn. Ở một điểm là tâm khai ý môn đó, nó cũng làm công việc rất là đặc biệt, như là một cái người trợ tá cho vị giám đốc đốc.
Chính tôi lấy ví dụ như là ông Nguyễn Văn A đến gặp ông giám đốc để xin vay tiền. Mà khi mọi người đã sắp xếp đâu đó rồi đưa vào ông giám đốc, thì trước khi gặp giám đốc thì người đó phải gặp trợ tá giám đốc. Và trợ tá giám đốc tức là những người mà ngày nay người Trung Hoa họ dùng cái chữ gọi là thư ký phòng. Thư ký phòng nhưng mà đúng là chứ là đó là một trợ tá. Một trợ tá, trợ tá thẳng cho cái ông giám đốc. Thì cái người trợ tá này đó là nghe có người đến để làm việc gì đó, mà trong cái tư cách là người trợ tá ông giám đốc đó, thì người này sẽ chuẩn bị những hồ sơ, những văn kiện, những chi tiết là người đó đến đây, người đó là ai, làm việc gì, và cố vấn để cung cấp những chi tiết đó cho cái vị giám đốc để xử lý cái hồ sơ đó. Thì cái tâm khai ý môn đó ở trên căn bản á, nó làm việc như là một cái tâm mà dọn đường, chuẩn bị cho cái tâm xử lý cho bên đó, để nó xử lý cảnh. Thì như vậy á, tâm khai ngũ môn á, là cái tâm bắt đầu cho cái chập gọi là hoạt thức, và bắt đầu chập hoạt thức mình nó mở cửa để cho tâm ngũ môn, ngũ quan, tâm ngũ quan có thể biết cảnh. Nhưng mà tâm khai ý môn á, thì nó mở cửa cho cái tâm xử lý. Thì tâm ý môn này, khai ý môn này, nó làm cái việc phân định. Phân định tâm khai ý môn đó có một cái phần hành rất là quan trọng ở điểm mà khi nào chúng ta học về mười quận xứ giới đấy, năm quận, 12 xứ, 18 giới, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng cái ý giới là tâm ý môn thuộc về ý giới. Cái ý giới nó khác với cái ý thức giới. Hai cái đó nó khác nhau. Và chỉ có trong Thắng Pháp mới giải rõ về cái 18 giới này. Và 18 giới này thì chúng ta mới hiểu rõ tại sao mà có sự khác biệt giữa ý giới và ý thức giới. Trong bài học này thì chúng tôi không bắt đầu sâu lắm, nhưng chúng tôi chỉ nói như vậy để chúng tôi sợ rằng những người mà mới vào trong bài học này đọc loáng thoáng qua những cái tâm này, nghĩ rằng nó là tâm cơ năng, không có gì quan trọng hết. Và đã không có gì quan trọng thì chúng ta không cần phải lưu tâm làm gì. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, những cái tâm như là tiếp thu, quan sát, khai ngũ môn, khai ý môn, mà trong khi ý môn đặc biệt là công việc phân định á, tâm tiếp thu, tiếp nhận, quan sát, phân định á, nó đều có một cái mức độ quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà những cái tâm này thì như là tiếp thu, quan sát đó, thì nó phải tương thích hoàn toàn với tâm ngũ quan. Tâm khai ngũ môn đó, thì đó là vô tưởng vô phạt, nó không phải, nó là cái tâm mà không phải là quả, tâm quả, và nó cũng phải là quả tiền của tiền chắc chắn rồi. Nhưng mà tâm tiếp thu và tâm quan sát thì nó phải tương thích, là nếu ngũ quan là quả quả thiện thì tiếp thu quan sát cũng phải là quả thiện, mà ngũ quan là quả bất thiện thì nó cũng là quả bất thiện. Về điểm này thì chúng ta sẽ có dịp để trở lại khi mà chúng ta học về duyên hệ, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ở đây chúng ta chỉ nói một điều rằng trong một cái guồng máy phức tạp, mà nói ở tại đây nó phức tạp hơn. Chúng tôi tạm thí dụ là ở tại Mỹ họ có một cách về chính trị, về bầu cử, họ gọi là winner take all, tức là ví dụ như ở trong tiểu bang đó, đa số cái phổ thông bầu phiếu là sẽ bầu cho ứng cử viên A của đảng Cộng Hòa, thì người đó sẽ, nếu đã chiếm đa số, họ lấy tất cả, thì tất cả những đại cử tri đó là đều phải bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Cũng một vài trường hợp đại cử tri đó họ bỏ phiếu ngược lại, nhưng mà chuyện đó rất khó xảy ra, và họ bây giờ họ sẽ bị phạt, tại vì họ phải làm theo cái trình tự. Nhưng mà nói cái này thì rắc rối thêm là chúng tôi không muốn thí dụ, nhưng mà ở đây nó có một cái luật bắt buộc sự tương thích giữa cái tâm ngũ quan, tâm tiếp thu, tâm quan sát.
nó phải đi chung một nhóm với nhau. Dạ, tâm ngũ quan là quả bất thiện thì tiếp thu quan sát cũng phải là quả bất thiện, mà tâm tiếp thu là quả thiện thì tâm ngũ quan là quả bất thiện thì hai tâm kia cũng là quả bất thiện, đó là sự tương thích. Quý vị nên nhớ một điều này là tại vì khi mà chúng ta đào sâu vào các tâm cơ năng thì chúng ta phải thấy rằng tại sao nó là máy móc, nhưng mà trong cái tính cách rất là máy móc đó thì nó vẫn chi phối bởi nghiệp quả, chứ không phải là nó không bị chi phối. Bây giờ chúng ta nói một thứ tâm mà thưa quý vị, ở trong bài học này tôi có dùng cái chữ gọi là nằm lẻ thôi ở trong biểu đồ. Có lẽ là trong tất cả những cái tâm mà được ngày qua từng đại sự mà ngày vẽ ở trên cái biểu đồ, cái biểu đồ thưa quý vị không phải là một cái ngày từ sự ngày là người thiết kế ra đồ họa, dạ, nhưng mà ngài không phải là người tự đặt ra các pháp, mà ngài dựa trên những cái pháp mà được giảng, ngài thiết kế ra đồ họa. Thì cái tâm rất là tâm sinh tiếu. Hồi xưa chúng ta học có khi ngài dịch là tiếu sinh tâm, hay là ứng cúng vi tiếu, hay là tâm vi tiếu chẳng hạn. Dạ, đó là cái tâm làm việc cười của một cái vị A-la-hán. Thì về điểm này chúng tôi cũng xin thưa rằng chúng tôi có điện với Thượng Tọa Thừa Siêu, và chúng tôi cũng cũng có đọc nhiều cái bản sớ giải, thì nó có một chút gì biệt và một chút gì biệt về cái vai trò của tâm vi tiếu này. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi chỉ nói một cách rất là đơn thuần theo cái những gì mà chúng tôi học từ nghề qua từ tiểu sử. Thì thưa quý vị, cười nó là một cái phản ứng, và một cái phản ứng mang tính cách cảm xúc, và mình thấy cái chuyện đó nó là chuyện tức cười hay chuyện mắc cười thì mình cười, và chuyện tức cười mắc cười thì mình cười. Tuy nhiên nói như vậy thì không áp dụng ở trong mỗi trường hợp được. Dạ. Nó, ở đây nó là một chuyện rất là tế nhị. Thì theo trong kinh thì nó cười có nhiều cách. Dạ. Có những cách cười một cách ngã ngớn, cười cách hổ hổ, cười cách hở răng, cười cách nhếch môi. Dạ. Có nhiều cách cười, chúng ta gọi là cười mỉm. Dạ. Và cũng được cười được biểu hiện rất nhỏ. Thì bây giờ đối với chư Phật toàn giác như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, thì thưa quý vị, thông thường khi Đức Thế Tôn ngày cười gì đó, thì nó có hai cái ngày cười bằng hai cái tâm, mà tâm chúng ta gọi tâm đại hạnh thọ hỷ hợp trí. Dạ, tâm đại hạnh thọ hỷ hợp trí, hay tâm duy tác thọ hỷ hợp trí. Thì có nghĩa là Đức Thế Tôn nhìn thấy một sự việc ở trên khuôn mặt của ngài, một cái cười mỉm rất là nhẹ. Và thông thường Tôn Giả Ananda thấy điều đó, Tôn Giả Ananda mới hỏi Đức Thế Tôn. Ví dụ như có một lần Đức Thế Tôn ngài đi ngang một cái nơi mà ngài nhìn chỗ đó ngài cười mỉm, thì Tôn Giả Ananda hỏi ngài lên duyên nào Đức Thế Tôn có một cái nụ cười như vậy. Thì Đức Phật nói rằng chính ở tại nơi này, và Đức Thế Tôn Kassapa đã từng ngồi, và tại đó ngài đã có một cái người đệ tử tên là Katikara, để tôi kể câu chuyện. Và Tôn Giả Ananda đã lấy cái tọa cụ trải ngay chỗ đó. Nó như vậy bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Đức Thế Tôn ngồi lên đây, một nơi mà có hai vị chánh đẳng chánh giác đã ngồi. Thì thưa quý vị, như vậy là Đức Thế Tôn ngày không cười vì sự vô cớ, hay là ngày không cười vì cái vì một cái chuyện mà không thể nhìn cười được. Thì có cái chuyện nó không thể nhìn cười được thì không có đối với chư Phật. Dạ, do đó ngài cười bằng tâm thọ hỷ hợp trí, một ngày cười rất nhẹ, nụ cười nhẹ nhất, một cuộc cười mỉm rất là nhẹ. Thì thưa quý vị, còn chư Phật độc giác thì có cười bằng bốn cái tâm đại hạnh thọ hỷ, nhưng mà trong đó có cái tâm ly trí. Dạ, tâm lý trí. Nhưng mà riêng về
chư vị thinh văn đệ tử Phật á, thì các ngài còn cười với một cái tâm, mà cái tâm đó là cái tâm mà chúng ta đang bàn hôm nay, tức là ngoài bốn cái tâm đại hạnh thọ hỷ, tức là tâm duy tác thọ hỷ, thì các ngài còn cười với tâm sinh tiếu. Tâm sinh tiếu chúng tôi nói tại đây, thì tâm sinh tiếu này là một cách cười mà do cái ảnh hưởng của thói quen trong quá khứ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là quý vị nghe nói là Đức Phật, ngài là vì không có cái tiền khiên nghiệp, là cái ứng xử, cái hành xử của chư Phật toàn giác như Đức Phật không cho thói quen ảnh hưởng với quá khứ, gọi là tiền kiên tật, tức là thói quen còn sót lại. Nhưng một số những đệ tử Phật hàng tinh văn thì còn có một cái còn có cái nghiệp trong quá khứ, như là ngài Xá Lợi Phất, ngài có thói quen là ngài đi ngang cái bụng nước thì ngài là vị mà quy y tới hạnh rất là đẹp, nhưng mà ngài đi qua ngang cái bụng nước là ít có khi nào mà ngài bước chậm, mà ngài bước rất là nhanh, giống như nhảy nhanh vậy thôi, và bước rất là nhanh. Thì theo trong kinh nói rằng nó do cái tiền kiên nghiệp là có nhiều kiếp trong quá khứ, rất nhiều kiếp, hàng mấy trăm kiếp, cả ngàn kiếp, ngài liên tục sanh làm một loài khỉ, dần khỉ mà gặp bụng nước là nhảy qua, và cái bây giờ nó vẫn còn. Hay là có một vị đại đệ tử khác của Đức Phật, khi mà nói chuyện á, thì hay có cách nói của kẻ cả, không có cách nói khiêm tốn, không có cách nói mà của một cái người mà một vị sa môn mà khiêm tốn bình thường, mà nói như là một người lớn, một vị vua hay một người chủ nhà nhân. Thì Đức Phật cho biết rằng tại vì vị đó ở trong đời quá khứ có rất nhiều kiếp, có hàng trăm kiếp, bao nhiêu trăm kiếp, vốn là một người chủ giàu có, và chủ giàu có khi mà nói chuyện với gia nhân, nói chuyện với người dưới là quen cái giọng, và quen giọng nói như vậy. Thì cái thói quen của đời quá khứ nó không phải là phiền não, nó không phải phiền não, mà nó chỉ là thói quen. Thói quen này đôi khi trong cách nói của ngày nay chúng ta gọi là vô thức, ở đây tức là không có chủ tâm, nhưng mà chỉ là một cái tính cách tự nhiên nó như vậy. Thì cách tự nhiên tức là nó là một sự tồn động của thói quen trong quá khứ, mình đã quen như vậy rồi. Thì thưa quý vị, cái thói quen đó nhiều khi chúng ta dịch cái chữ là thường cận nghĩa duyên, hay thường thân nghĩa duyên, hay cái tập khí, cái thói quen chúng ta gọi là thói quen quá khứ còn để lại, thì nó còn tồn tại đối với chư vị A La Hán thinh văn. Mình nhớ là đối với chư vị A La Hán thinh văn thì các ngài còn một số cái đó không phải là phiền não, mà nó chỉ là một cái thói quen, chúng ta gọi là một cái hành động vô thức. Nói theo ngôn ngữ hiện tại hành động vô thức, nhưng mà trong Phật giáo thì không thể nói hành động vô thức được, chúng ta nói là một thói quen như sau, hay là dùng cái chữ gọi là tiền phiên tật. Tiền phiên tật, nhưng mà chư Phật toàn giác thì hoàn toàn không. Thì chư vị A La Hán có khi thấy cái chuyện đó các ngài mỉm cười, không phải là vì các ngài nghĩ chuyện đó quá quan trọng, hay là các ngài không nhận được cảm xúc, hay là các ngài không có nhiều chuyện đó cười, nhưng mà do thói quen thấy chuyện đó cười thôi, thì đã gọi là tâm sinh tiếu. Cái tâm này rất là tế nhị, tâm rất là tế nhị thưa quý vị. Chúng tôi có nói chuyện với Thượng Tọa Từ Siêu cách đây mấy hôm đó, thì cũng có chuyện này, Thượng Tọa cũng đồng tình là nếu Thắng Pháp Abhidhamma là một tác phẩm do người ta sáng tác lên, sáng tác đi có một cái bố cục, có một cái sự dàn dựng suy diễn, thì chắc chắn là sẽ không có để cái tâm sinh tiếu ở đây. Tại tâm sinh tiếu không nằm chỗ nào hết, thì cái đó là vì A La Hán sanh bằng cười bằng 400 duy tác thọ hỷ là được rồi, nhưng mà không, bởi vì đây là một cái thực tính pháp, tức là một pháp có thật ở trong thiên nhiên, mà cái tâm sinh tiếu này của một vị A La Hán nó không thuộc về cái tâm tâm hữu nhân, và nó cũng không thuộc về tâm tình hảo, do đó nó được liệt vào ở trong 18 tâm này chung với các tâm cơ năng khác. Thì ra về việc này thì
Chúng tôi nói rằng nó chỉ có vậy thôi, ghi nhận như vậy thôi. Lấy ví dụ như mình đi vào trong rừng, mình có một số các ghi nhận về các loài hoa lan, thì bởi vì một cái người mà một cái nhà mà nghiên cứu về thực vật á, thì thiên nhiên có cái gì thì ghi cái đó. Chứ nó không phải giống như một một văn sĩ mà khi đem vào câu chuyện của mình, hay là khi dựng thành phim của các nhà đạo diễn, thì phải chọn lọc cái gì mà nó có ý nghĩa, cái gì nó hấp dẫn, cái gì nên để ý. Không, một cái nhà sinh vật học thì họ không có cái luxury đó. Nhà sinh vật học thì hãy có cái gì họ ghi nhận cái đó. Thì ở đây khi mà chúng ta học thắng pháp cũng giống như là chúng ta học về một cái một ngành khoa học tự nhiên, tức là có cái gì thì ghi nhận cái đó thôi. Và trong sự ghi nhận đó thì có cái tâm sinh tiếu. Và chúng tôi mong rằng quý vị hiểu rằng khi chúng tôi nói như vậy có nghĩa là tâm sinh tiếu nó mang một cái ý nghĩa rất là tự nhiên, và theo ở trong những gì mà chúng tôi vừa trình bày mà với lời giải thích của Hàng Tịnh Sự, thì chư Phật không có cười bằng tâm này. Tại vì tâm này nó thuộc về cái tiền chuyên đặt, nó thuộc về thói quen. Chỉ có chư vị A-la-hán sinh văn chỉ có cái tâm này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin đi qua phần ngữ và nghĩa. Thì hôm nay chúng tôi cố gắng để nhắc đến một cái khái niệm chung chung mà khi mà chúng ta học sách pháp chúng ta phải để ý, là ở trong thắng pháp những cái hình dung từ không thể nói chung chung, mà cái này nó lồng lẫn qua cái kia như là ở trong kinh Tạng, mà phải vẽ lằn ranh rõ ràng. Thí dụ như cái không xấu thì không có nghĩa là tốt, mà cái không tốt cũng không có nghĩa là xấu. Cái tâm ứng cúng sinh tiếu không tính là tâm tịnh hảo, không tính tâm tịnh hảo, tại vì tâm này nó không đi với những cái thuộc tính như là vô tham vô sân vô si, thành ra nó không tính là tâm, không tính là tâm tịnh hảo, nhưng mà không có nghĩa là tâm xấu. Chúng ta nhớ như vậy nhé. Hay là ở trong thắng pháp có nhiều khi định nghĩa là tâm thiện nó cũng không hẳn là tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo không hẳn là tâm thiện. Tâm thiện thì chắc chắn phải là tâm tịnh hảo. Ví dụ mình làm việc bố thí trì giới thì đó là tâm thiện, tâm đó thuộc về tâm tịnh hảo. Nhưng một vị A-la-hán như là Đức Phật hay các tôn giả đệ tử Phật, các ngài thuyết pháp độ đời bằng cái tâm di tác, thì tâm đó là tâm tịnh hảo, tâm tốt lắm. Nhưng mà tâm đó lại không phải là cái tâm tạo nghiệp, không phải là tâm tạo nghiệp nghiệp thiện, tại vì chỉ bị A-la-hán không còn tạo nghiệp thiện được. Về điểm này á, thì chúng ta phải nói rằng cái chữ trong thắng pháp á, thì một cái tâm tịnh hảo dục giới á, thì nó có ba là tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Thì cả tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác á, nó đều là tâm đẹp, tâm tốt, tâm tịnh hảo, giờ sơ phát đạt. Nhưng mà tâm đẹp, tâm tốt đó, thì cái tâm nào mà nó cho quả gọi là tâm thiện, mà cái nào nó là cái quả của tâm thiện gọi là tâm quả. Và cái tâm của vị A-la-hán là chỉ có làm mà không có kết quả của việc làm mà gọi là tâm duy tác. Thì tâm duy tác đó không được gọi là tâm thiện, tại vì nó không cho quả. Nhưng mà tâm duy tác nó là một thứ tâm tịnh hảo. Thành ra cách nói có khi nó trọng lẫn, nó hơi lạ. Bài học trước đây thì thường tọa không có thích cái chữ mà chúng tôi gọi là tâm vô căn. Tâm vô căn mà thường tọa thích xài cái tâm vô nhân. Tuy nhiên chúng tôi thì tại thỉnh thoảng nghe có một vài Phật tử nói rằng có trường hợp vì A-la-hán cười vào tâm vô nhân, thì mình nghe tâm vô nhân có nghĩa giống như tâm bất nhân hay là tâm phi nhân thì nghe nó kỳ. Tại cái chữ vô nhân hay bất nhân của mình nghe nó kỳ. Thì chúng tôi nói vô căn thì tôi siêu nói cái chữ vô căn có thể là nhầm lẫn với cái người gọi là không có nam căn, không có nữ căn, gọi là người vô căn. Thì chúng tôi nói cái đó cũng có xảy ra, ngôn ngữ thì lộn xộn lắm. Nhưng mà phải nói một điều, đó là trong bài học ngày hôm nay chúng ta nói về tâm sinh tiếu thì đó là một thứ tâm vô nhân.
hay là tâm vô căn, tức là nó không có cái căn tham, căn sân, căn si, hay căn vô tham, vô sân, vô si. Nó chỉ thuần là một cái thứ tâm máy móc, dạ, tâm máy móc do cái thói quen được quá khứ để lại, làm cái việc cười của chư vị A-la-hán. Và khi mà chúng tôi diễn tả cái những cái này rồi, thì thưa quý vị, đôi khi mà mình nói chuyện ở trong các bài học, chúng tôi rất là ngại là chúng ta có những cái sự nhập nhằng hay chồng lấn giữa cái khái niệm thông thường và cái khái niệm vĩ mô. Ví dụ như khi mà chúng tôi sửa một cái máy gì đó, một cái máy, thì trong cái máy người ta thiết kế có nhiều cơ phận, thì chúng tôi nói rằng cái dòng điện nó đến cái cầu chì, nó đến cái breaker này, thì từ này nó chuyển ra, nó chuyển qua, hay cái hộp biến điện này nó chuyển ra điện 210, 120, 110. Thì khi mà chúng ta nói đó, thì chúng ta dễ có cảm giác đó là những cái cơ phận đó nó hành xử và nó xử lý như là một con người. Con người chuyển từ chỗ này làm việc kia, nhưng mà thật ở trên thực tế nó chỉ là một cơ phận của một cái máy thôi. Chúng ta nói thì chúng ta phải nói như vậy để cho nó hiểu, để mình hiểu. Cái này nó tác động cái kia tác động cái nọ. Thành ra chúng tôi luôn luôn nhắc là ở trong thắng pháp đó, chúng ta nói nhiều sự việc với tính cách vĩ mô, và trong cách vĩ mô đó không nên hiểu như là cách mà con người hành xử. Cách đây một hôm chúng tôi có đọc một cái bài viết mà họ nói về cái sự di chuyển của tinh trùng của người nam khi mà đến với noãn châu, cái trứng của người phụ nữ. Thì họ nói rằng từ mấy trăm năm nay thì người ta cứ tưởng là tinh trùng đi theo một cái khách là như là lội hay là bơi. Nhưng mà bây giờ qua cái cách mà người ta nhìn bằng kính hiển vi, và đồng thời qua cái hiển và cái cách ghi nhận ba chiều đó, thì người thấy rằng tinh trùng nó di chuyển theo một cái hình xoáy ốc, nó rất khác với cách bơi lội bình thường của chúng ta. Thì khi mà mình chiếu phim lên đó, và ta giải thích cái đó, thì mình có cái cảm tưởng thôi. Tinh trùng nó là một sinh vật, và cái sinh vật đó nó có một cái nó có cái lựa chọn, nó có một cái sự phân định là nó phải đi theo hướng nào, đi vào cách nào, vân vân. Nhưng mà kỳ thật thì tinh trùng nó không phải là một chúng sanh. Tinh trùng là cái sao? Ví dụ như Đức Phật dạy rằng cái tinh trùng nó phải gặp cái noãn châu, tức là cái trứng sanh từ thân thể của người bệnh nữ đó, và nó kết hợp với thức tái sanh đó. Thì ba thứ đó là hương ấm, tức là thức tái sanh, rồi noãn châu tinh trùng gặp nhau thì nó mới thụ thai, thì khi thụ thai rồi mới là một chúng sanh. Thì lúc đó mới thật sự là một chúng sanh, nhưng mà tinh trùng nó phải là một chúng sanh. Tuy nhiên khi mà cái cách mà người ta diễn tả tinh trùng nó bơi, nó lội như thế nào trong cái chất loãng, trong cái tinh dịch đó, thì bây giờ chúng ta có cảm tưởng như là mình đang nói về một chúng sanh, nó cũng bơi, nó cái này kia, nhưng mà nói cái cách rất là vĩ mô. Do vậy quý Phật tử khi mà đọc vào trong thắng pháp đó, mình nói rằng tâm tiếp nhận, tâm quan sát, gọi là tâm phân định. Phân định thì phân định đây là phân định của tâm kháng ý mô. Và cái sự phân định này nó rất là nhỏ nhịp, nó quy tế lắm. Như chúng tôi nói rằng cái chữ phân định này nó tương tự như là một cái người trợ tá cho vị giám đốc. Vị giám đốc là người thật sự xử lý hồ sơ đó, nhưng vị trợ tá là người chuẩn bị những hồ sơ cho vị giám đốc. Thì điều đó không có nghĩa là cái sự phân định này nó là cái kiểu của phân định của tâm, của cái tâm xử lý, không phải. Mà tâm xử lý nó phân định trong cách khác. Người ta phân định này là phân định của một người trợ tá để xây dựng hồ sơ, nhưng mà không phải giải quyết, không phải làm một quyết định của hồ sơ như là bị giám đốc. Hai cái đó chúng ta phải phải phân biệt, và phân biệt cho kỹ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đó, thì chúng tôi thưa rằng có ba cái
mà chúng tôi có chuẩn bị, đáng lẽ chúng tôi upload lên trong bài học này, nhưng mà vì bận việc chúng tôi không, vì công việc chi phối gián đoạn nên chúng tôi lại upload, chúng tôi giữ nguyên cái bài học của bài học số 12, bài số 13 của quý vị quan hệ. Chúng tôi sẽ upload lên sau. Trong bài học kỳ tới này đó, thì chúng tôi phải trở lại làm việc với một cái định nghĩa về cái tâm thế là tâm dục giới. Đây là một định nghĩa rất là gay go, bởi vì đây là một điểm mà rất là dễ gây ngộ nhận. Và chúng ta nói về tâm dục giới trong cái bài học sắp tới. Và bài học hôm nay thì chúng tôi chỉ nói đến chừng này. Quý vị để ý một điều rằng khi đi vào trong các bài học thắng pháp, chúng tôi lựa chọn một cách là đi rất chậm so với những vị khác, và chúng tôi không có đào sâu vào nhiều vấn đề. Nó không đào sâu đi nữa, nhưng mà cũng có một cái tính cách là tương đối, là đôi khi cũng phải nói thêm. Ví dụ như trong quan sát, đáng lẽ chúng tôi không có nói nhiều về cái vai trò, cái chức năng tục sinh, tiềm thức và tử, nhưng mà không nói thì không được. Không nói thì chúng ta thấy tâm sơ sài quá, thì chúng ta phải nói như vậy. Bây giờ thì chúng tôi kết thúc bài phần nói chuyện hôm nay ở tại đây. Và tiếp theo, quý vị quan hỷ, chúng tôi để coi Thượng Tọa Tuệ Siêu có mặt ở trước máy không. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy và nghe được không? Hình như Thượng Tọa Tuệ Siêu không có trước máy, phải không quý vị hả? Thượng Tọa nói Thượng Tọa nghe không rõ và không có liên tục. Dạ tốt quá, dạ tốt quá. Nếu dạ Thượng Tọa Tuệ Siêu còn ở trước máy, nhưng mà bây giờ thì Thượng Tọa còn, sao chúng tôi thấy ở trong danh sách không có cái nick của Thượng Tọa Tuệ Siêu hả? Dạ ra rồi. Dạ nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu ra rồi thì dạ quý vị qua khi chờ một chút nhé, có thể Thượng Tọa đang trở vào cũng có. Ở trong bao thóc có đôi khi như vậy chứ quý vị, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng học ở trong bao thóc nó có nhiều cái lợi, nhưng mà có cái bất tiện cho thắng pháp, đôi khi nghe giảng không liên tục thì nó cũng hơi khó khăn đó. Bây giờ thì có lẽ là tỉnh Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Pháp Thân có, ôi dạ thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu trở lại, hy vọng Thượng Tọa nghe rõ. Chúng tôi thấy Thượng Tọa Pháp Thân đã trở vào ở trong phò thóc, nhưng mà chưa thấy Thượng Tọa xuất hiện ở trong lớp, vì chờ chút xíu. Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu vào kịp thì chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thôi thì thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân đi. Thượng Tọa Pháp Thân có mặt ở trước máy và Thượng Tọa Pháp Thân có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Thân nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Thượng Tọa Pháp Thân trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng giữa khi những cái tâm ngũ song thức hay là năm giác quan, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức thiệt thức và thân thức, trước khi nó đi qua cái tâm xử lý Chavana, thường chúng ta gọi tâm động lực, động tốc, tâm xử lý, thì nó phải có những cái tâm như là
tiếp nhận, quan sát, phân định, thì tại sao nó không vào trực tiếp liền? Nếu mình đặt câu hỏi hơi cắt cớ là tại sao nó vào liền mà nó phải qua những cái tâm như vậy? Tại sao tâm chó đã không làm việc được? Thì trong cái lý lẽ thường tình đó, thì tự gọi có thể giải thích không? Thí dụ tại sao người khách đến mà có khi không đi thẳng như trường hợp của Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Minh Đệ Tử Phật là bị Thiên Minh Đệ Thích nữa. Nhưng mà mỗi lần mà muốn vào đảnh lễ Phật thì không gặp Phật liền, mà phải nhờ Càn Thất Bà đến đi xin phép. Dạ, ở trong trường hợp như vậy cho chúng ta hiểu như thế nào? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tổ Hợp Thích. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Hôm nay thì học liên quan đến những cái tâm mà gọi là những tâm vô nhân, cụ thể đó là tâm quan sát và tiếp thu. Thì như hồi nãy giờ chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tuệ Giác Đẳng giảng về những cái tâm mà chúng ta vừa học đó, thì chúng ta thấy rằng là hả mà chúng ta bắt được cái cảnh tốt thì nó thuộc về những cái tâm mà quả thiện vô nhân, như là nhãn thức quả bất thiện, quả thiện, nhĩ thức quả thiện, tỷ thức quả thiện, thiệt thức quả thiện, thân thức quả thiện đó, và tiếp thâu thì quả thiện luôn. Rồi thẩm tấn hay là quan sát cũng là quả thiện luôn. Nếu mà là những cái tâm mà nó bắt cảnh không được tốt, tức là quả bất thiện, thì nó sẽ đi theo một cái tiếp thâu, nó cũng là cái tâm tiếp thâu, nó cũng phải là quả bất thiện. Rồi cái quan sát nó cũng phải là quả bất thiện. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng như là một cảnh mà chúng ta bắt mắt chúng ta nhìn, thì sự thật ra tâm của chúng ta nó cũng phải qua nhiều cái giai đoạn, hay là nói là từng cái phản tâm, và mỗi một cái tâm nó có cái nhiệm vụ. Tuy rằng nói rằng nhận thức thì chỉ là thấy cảnh sắc, nhưng mà để hình thành, để mà sau đó để chúng ta có một cái tâm gọi là cha quá ná, tức là tâm động lực mà sanh khởi, thì nó cũng phải qua nhiều cái trung gian. Giống như là một người mà muốn đi vào trong cửa đó, thì phải có người dắt dẫn vô. Chúng ta muốn đi vô công ty thì chắc chắn là phải có cái người dắt dẫn vô, như là một trong những cái tâm tiếp thâu. Rồi chúng ta qua cái giai đoạn của cái sự quan sát, tức là kiểm tra lại. Rồi khi mà quan sát thấy rõ được cái hoặc là hồ sơ của cái người đó, rồi cái người dáng dấp hình hài của người đó ra sao, rồi sau đó thì có một cái tâm gọi là khai ngũ môn mà chúng ta được biết, tức là nó liên quan đến cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì chắc chắn là sẽ có cái khai ngũ môn. Thì ở đây đó, cái tâm khai ngũ môn nó làm việc như là khai mở cho cái lộ ngũ, tức cái gì mà thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì nó phải qua cái lộ ngũ môn. Cái tâm đó là cái tâm khai ngũ môn. Rồi sau cái khai ngũ môn đó thì chúng ta sẽ thấy lần lượt rồi đến cái tâm mà gọi là
Chavana. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là để mà thẩm tra lại rồi để mà xử lý cái hình ảnh nó ra sao đó, khi mà mắt chúng ta thấy ban đầu chỉ là thấy thôi, nhưng mà để rồi cái tâm nó có những cái phản ứng ra sao đó, thì tùy thuộc vào cái chavana đó. Khi mà chúng ta thấy nó, mà chúng ta thấy nó để rồi cái động lực, cái tâm động lực nó sanh khởi lên là bất thiện hay là nó là thiện, thì tùy thuộc vào cái chavana đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng đi thẳng vô á, thì nó cũng không có cái trường hợp đó. Như là cái việc mà chúng ta thấy là Đức Trời Đế Thích mà khi mà gặp Đức Phật, thì cũng mặc dù là Đức Trời Đế Thích là những vị, là vị trời mà chủ chăn trong những một cái cõi đau lợi như vậy, thì dĩ nhiên là có những cái quy lực hơn so với lại các vị Atula hay là các vị Càn Thạc Bà vân vân. Nhưng mà là khi mà Ngài đến thì Ngài đến muốn đảnh lễ Đức Phật thì Ngài cũng phải gặp những cái người đó, gặp những cái chúng sinh đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng là cái quy trình hoạt động của tâm thức của mình á, khi mà chúng ta đề cập đến cái lộ ngũ hay là lộ ý đó, thì ở đây đó là khi mà cái gì mà nói là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì nó thuộc về lộ ngũ, tức là nó thông qua năm cái giác quan đó để rồi chúng ta bắt cái cảnh đó. Cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị hay là cảnh xúc. Rồi sau đó thì sau quá trình dắt dẫn, thẩm tra, rồi suy xét lại đó, thì cuối cùng mới là có một cái việc đó là xử lý, coi nên làm như thế nào đối với cái đối tượng đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy là cái tâm mà động lực thì rõ ràng là khi sanh khởi lên, nếu mà nó, nếu mà nói động lực để tạo nghiệp thì rõ ràng là nó có thể rằng là có những cái động lực tạo nghiệp thiện, rồi có những động lực tạo nghiệp bất thiện. Nếu mà nó khởi lên bằng cái tâm bất thiện, trong đó có 12 tâm bất thiện thì chúng ta được biết đó, thì nó liên quan đến những cái động lực bất thiện. Nếu mà động lực thiện thì nó có thể là nhiều loại thiện. Ở đây chỉ nói là giống như là thiện dục giới của chúng ta. Chúng ta thấy một cái cảnh gì đó được tốt đẹp, hay là chúng ta quan hỷ với cái cảnh đó, quan hỷ với cái cảnh đó, hay là chúng ta khởi cái tâm thiện lên của mình, khởi lên, thì ở đó là động lực của thiện, động lực thiện. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà một cái mặc dù là những tâm vô nhân, tức là những cái tâm mà thường được gọi là vô nhân, tức là 18 tâm vô nhân, thì trong đó có 7 cái quả bất thiện vô nhân, 8 quả thiện vô nhân, và còn 3 cái tâm còn lại là tố vô nhân hay là duy tác vô nhân đó. Đó là khai ngũ, hoặc là khai ý môn, hoặc là ưng cúng vi tiếu. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi mà một cái tâm để mà tuy rằng chúng ta nói rằng cái thấy cái cảnh đó thì nó mau, nhưng mà tâm của chúng ta nó diễn biến rất là mau, nó phải qua những cái loạt trình tâm như vậy, cái loạt tâm như vậy, phải qua căn cảnh chúng ta, căn chúng ta tiếp.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, hôm nay Chi Tăng ở Việt Nam gặp trung tâm đường truyền, và gặp trung tâm đường truyền thì rõ từng cố gắng nói cho chúng ta nghe được đoạn đầu, nhưng mà lại không nói nghe được đoạn sau. Bây giờ thì chúng ta cố gắng để thỉnh Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu để cho tính nghe được, xin để cho tính quan nghĩ trả lời cho cụ thảo luận tiếp theo. Dạ, để cho tính ở trong cái diễn trình tâm thức ấy, thì chúng ta thấy rằng tâm ngũ sông thức, tức là tự như tâm nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thân thức, là tâm quả hoặc là thiện hoặc là quả bất thiện, nhưng mà là thuộc về tâm quả. Rồi tâm tiếp thu cũng là tâm quả, tâm quan sát của tâm quả. Nhưng mà tâm phân định ấy, thì nó lại không phải tâm quả. Dạ. Thì sư học sinh có thể giải thích lý do tại sao không? Tại vì mình thấy là tiếp thu quan sát rồi phân định hay là phân đoán ấy, tiếp thu quan sát phân đoán nó cũng đều là tâm tâm cơ năng hết. Nhưng mà tại sao hai tâm kia là tâm quả mà tâm phân đoán mình biết đó là tâm kháng ý môn thì nó lại là tâm tâm duy tác hay là tâm không phi nghiệp phi quả? Xin thỉnh ý kiến của để đi không tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Ngộ, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua cái câu thảo luận này đó, thì tại sao mà cùng là cái tâm có cái có chức năng như là quý vị, tại sao cùng tâm có năng, có năng chúng không có bỏ dấu ha, tại sao cùng là có chức năng? Dạ, bây giờ tại sao cùng là tâm có năng nhưng không chức năng? Dạ, tâm cơ năng, dạ cơ năng, dạ. Ở đây thì tại sao mà nó cùng là một cái thứ tâm như vậy, mà tâm quan sát hoặc là tâm tiếp thu thì nó lại là tâm quả, còn trong cái lậu tâm mà phân định á thì cái tâm mà nó lại là một cái tâm đón định, mà nó không phải là cái tâm quả. Thì ở đây thì chúng ta phải nhớ rằng là do cái chức năng nó, do cái chức năng nó, khi mà chúng ta đó bắt cảnh xấu, chúng ta bắt cảnh xấu thì lúc bấy giờ đó là coi như là tâm tiếp thu và tâm quan sát, lúc đó đó nó phải là
tiếp thu quan sát thuộc về quả bất thiện. Có nghĩa là lúc đó nó làm cái công việc đó, nó làm cái công việc đó, thành ra đó là mình gọi nó là cái tâm quả. Còn đối với cái tâm mà đón định đó, hay là phân định đó, tại sao mà cái lúc này mình không có gọi nó là tâm quả, mình không có gọi nó tâm quả vì tại vì cái lúc đó cái chức năng đó, là nó phán đoán, nó cũng như là giống như là nó có cái sự mà nhận xét vậy đó. Thành ra lúc này nó không phải chúng ta không có gọi nó là cái tâm quả. Cũng giống như là cái lúc nào mà chúng ta làm cái việc gì đó thì chúng ta sẽ mang cái tên đó, chúng ta mang tên đó. Còn lúc mà chúng ta không có làm cái công việc đó rồi á thì chúng ta sẽ không còn cái mang cái tên đó, hoặc là cái trách nhiệm, cái trọng trách của mình như vậy. Thành ra đó, ở trong những cái thí dụ như quý vị thấy rằng nói về khi mà cái chúng sanh đó thấy cái cảnh xấu, thấy cái cảnh xấu thì tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm tiếp thâu, tâm quan sát mà nó thuộc về mà quả bất thiện, nó phải khởi lên, nó phải khởi lên để cho chúng ta bắt cái cảnh sắc xấu hoặc là nghe cái âm thanh nó không có vừa ý. Thì trong những cái trường hợp đó, đó gọi nó là tâm tiếp thâu quả bất thiện, hoặc là tâm quan sát quả bất thiện. Còn đối với cảnh tốt thì lúc đó chúng ta kêu là coi như là tâm tiếp thu quả thiện, hoặc là tâm quan sát quả thiện, nó sanh lên để mà chúng ta nhận lấy những cái cảnh đó. Còn bây giờ đến mà khi mà nói về mà cái tâm mà phân đoán hoặc là phân định đó, thì lúc bấy giờ đó là nó làm cái nhiệm nhận xét hoặc là nó phân đoán để mà cái lộ trình tâm bất thiện hay là tâm thiện nó sanh lên. Thành ra lúc này chúng ta không có gọi nó là tâm quả nữa, mà chúng ta gọi nó theo cái nhiệm vụ mà nó đang làm, cũng như là nó nhận định, nó phân đoán gì đó. Thành ra chúng ta dựa theo ở đó mà chúng ta kêu cái tên đó để mà chúng ta biết được cái này nó không phải là quả, mà lúc này là chúng ta đang phân đoán hoặc là chúng ta phân xét gì đó. Thì đây là những cái ý con xin được truyền bày qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Chú ý Phật tử, nếu mà quý vị nào mà nhìn vào cái bản đồ được ở trong Zoom thì chúng tôi muốn quý vị phân biệt là chúng tôi có một cái chương trình tâm giữa cái tiềm thức và hoạt thức. Và hoạt thức là bắt đầu từ cái tâm kháng ngũ môn. Vậy quý vị chờ chúng tôi một chút xíu nha. Từ cái tâm kháng ngũ môn cho đến tâm quan sát, thì tâm kháng ngũ môn, tâm ngũ quan tiếp thu quan sát đó, nó thuộc một cái nhóm chúng tôi tạm gọi là nhóm ngoại vụ. Và từ cái tâm phân định cho tới tâm xử lý thì chúng tôi tạm gọi là cái tâm nội vụ. Vậy quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Từ cái tâm nội vụ và giữ cái ngoại vụ á thì nó đi chung một nhóm, và cái tâm nội vụ thì nó đi chung một nhóm. Thì ngoại vụ là gì? Là ví dụ như tâm khai môn là tâm mở cửa, mà tâm nhận thức là biết
cảnh sắc thân khí bị xúc, sáu biết cái tâm bị xúc, thì cái tâm tiếp thu và quan sát ấy, nó lại đi một bè, nó đi một bè một giống với cái tâm ngũ quan, tại vì nó phân cái tâm phân định hay tâm phân đoán, cái tâm phân định ấy, mà ngày xưa chúng ta gọi tâm phân đoán, giờ ngoại phụ đúng rồi, tâm phân định phân đoán ấy, thì nó lại không có đi một chung với một cái nhóm ngoại ngoại vụ, mà cái tâm phân định phân đoán này nó lại đi chung với nhóm nội vụ. Hồi nãy chúng tôi muốn nói rằng cái tâm tâm phân định này đó, nó giống như một vị trợ tá của giám đốc. Giám đốc là người xử lý, giám đốc được thí dụ như là tâm tâm chấp ná hay là tâm xử lý, giám đốc. Và cái người này là trợ tá, tuy rằng là trợ tá nhưng mà vẫn làm công việc phụ giúp vị giám đốc, chứ không phải là phụ giúp với cái ban ngoại bộ ở ngoài. Không biết chúng tôi nói như vậy quý vị nghe có kịp không? Tức là khi quý vị đọc vào cái tâm phân định đó, nó thuộc cái nhóm nội vụ, cái nhóm lo việc ở bên trong, còn cái nhóm mà tiếp thu quan sát đó, thì nó đi với tâm ngũ quan. Dạ, hai cái vai trò nó đi vào hai nhóm khác nhau. Dạ, tâm tiếp thu và quan sát đó, nó lệ thuộc hoàn toàn, nó đi chung với ngũ quan. Tức là nếu nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức mà quả thiện á, thì tiếp thu và quan sát nó sẽ là quả thiện. Mà nếu tâm ngũ quan đó mà quả bất thiện thì tiếp thu quan sát cũng là quả bất thiện. Thì nó đi một bè với nhau, bè một cái nhóm, chúng ta là nhóm ngoại vụ. Nhưng mà cái tâm phân định á, nó mà nó chuyển hướng, nó là không nhân không quả, nó không phải là nhân mà nó cũng không tạo quả. Và quý vị nhớ, nó không phải là tâm tạo nghiệp mà cũng không phải là tâm quả, thì cái tâm đó lại nó là trợ tá của những cái tâm xử lý. Và giống như nó chuẩn bị hồ sơ, nó cung ứng những cái tin tức cần thiết vân vân, nhưng mà nó không có thuộc cái nhóm ngoại vụ, thành ra nó không đi theo cái, nó không phải là tâm quả, nó tâm quả như là tâm tiếp thu quan sát. Chúng tôi nói như vậy, trợ tá ở đây là trợ tá cho tâm, cho cái tâm xử lý. Không biết quý vị nghe, chúng tôi nói như vậy quý vị nghe kịp không vậy? Dạ tốt rồi, dạ rất là tốt. Đó là lý do tại sao bây giờ thì thấy thượng tọa Từ Siêu đã vào rồi. Và thượng tọa Từ Siêu không biết là thượng tọa có nghe rõ không. Nếu bây giờ thượng tọa nghe rõ rồi thì xin thỉnh thượng tọa quan kỹ trả lời cho cô thảo luận số 3. Dạ tốt quá, dạ tốt quá. Bây giờ thật xíu trước khi mà trở lại với bài học ngày hôm nay thì muốn thưa thật xíu quan kỹ giải rõ là chư vị A La Hán thính văn, các ngài còn một số cái thói quen mà chúng ta gọi là tiền kiên tạch, trong khi chư Phật toàn giác thì không, hoàn toàn không có tiền kiên tật thói quen quá khứ. Thì có nhiều người họ cho rằng thói quen thì đã là thói quen thì nó phải là phiền não, nhưng mà ở đây thì không, thói quen ở đây không nhất thiết là phiền não, mà nó chỉ là sự tồn động rất là tế nhị lại. Ví dụ như một vị tôn giả đó mà quen là cái người là cái người chủ, quen là cái người lớn ở trong một cái đại gia tộc lâu ngày, bây giờ sanh ra ăn nói cũng là ăn to nói lớn, nói tương đối là nói với giọng gai cả, nhưng mà dù chứng quả rồi vẫn còn có thói quen đó. Thì đó khi giải thích là tại sao có những cái thói quen nó không được đẹp lắm nhưng mà không thể gọi là phiền não. Kính thỉnh thưa rồi.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay sao chúng tôi trục trặc nhiều quá. Cái đường nét ở Vĩnh Long chắc nó bị nhiễm corona sao đó. Bây giờ nếu mà quý vị pháp dĩ là như vậy, quý vị có biết pháp dĩ là sao? Thamata, thamata, thamata tức là tất nhiên, hiển nhiên. Lưới cũng đồng cùng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, câu hỏi số 3 đó, hỏi rằng tại sao có những tiền khiên tật của chư vị A-la-hán thịnh văn không được đẹp lắm nhưng không thể gọi là phiền não. Và cái mệnh đề thứ hai đó là tại sao chư Phật toàn giác không có bất cứ tiền khiên tật nào. Ở đây thưa quý vị, cái tiền khiên tật, cái thói quen đó, nó có hai trường hợp. Cái tiền khiên tật mà thuộc về ý hành, tức là về tâm sanh đó, thì cái tiền khiên tật đó nó là phiền não. Thí dụ như một người có cái thói quen tham lam, hay là cái tính nết sân hận, tham lam sân hận, hay là cái thói quen ngã mạn, vân vân, thì cái đó nó thuộc về ý. Cái này, cái tiền khiên tật này nó thuộc về, nó thuộc về phiền não. Nhưng mà có những cái tiền khiên tật nó đã hình thành qua thân, biểu tri, khẩu biểu tri rồi, thì bây giờ cho dù phiền não đã được đoạn trừ, nhưng mà cái vết đó hay cái phốt đó nó vẫn còn, cái sẹo đó vẫn còn. Cũng ví như cây, một cái thân cây cổ thụ trước kia vì do bệnh thân cây, do côn trùng nó ăn ruộng ở bên trong, trong ruột, rồi cái nó khoét lỗ làm cho cái thân cây bị lủng lỗ, hay là nó bị cái sẹo. Nếu như
người ta vẫn thường thấy ở dưới gốc cây có những cái mạt gỗ mới mà nó tu ra, thì người ta nhìn là người ta biết là ở trong cái thân cây đó vẫn còn con bù xè hay là con sâu đục thân. Giống như phiền não, kẻ phàm phu chúng ta vừa có tiền khiên tật bằng thân bằng khẩu mà vừa còn phiền não bên trong nữa. Còn như đối với một vị A-la-hán tinh văn đó, thì cũng giống như là cái thân cây đó, sau khi người ta đặt thuốc trừ sâu vào ở trong cái thân cây, những người nào có trồng cây đó thì nghe nói là biết liền, tức là người ta xịt thuốc vào cái lỗ hổng hay là cái lặng đứt ở trên cái thân cây, cái chỗ mà nó tuôn cái mạt cưa đó, cái mạt cây đó, người ta đặt vào trong đó. Thời gian sau cái côn trùng đó nó chết, nó không còn con sâu đục thân đó, nó chết đi. Nhưng mà cái lỗ hổng trên thân cây do sâu đục thân nó đục quá, rồi nó cũng vẫn còn chứ không thể lành. Mặc dù bây giờ sâu đục thân nó bị tiêu diệt rồi, nhưng mà cái lỗ sâu đục đó vẫn còn. Rồi một thời gian lỗ sâu đục đó bắt đầu nó phát triển, nó hình thành lên một cái sẹo. Nhìn thấy cái sẹo đó là người ta biết là trước đây cây này có sâu đục thân, nhưng mà bây giờ cái sẹo đó nó bắt đầu phát triển lên u nần ngay chỗ đó, thì người ta biết rằng bây giờ sâu đục thân không còn nữa, nó chỉ còn cái sẹo thôi. Cũng như thế nào thì cái trường hợp của một vị A-la-hán tinh văn, khi còn phiền não ở trong quá khứ, chính cái phiền não đó nó tạo ra những cái thói quen về thân, về khẩu, sự cử chỉ hành động hay là cái sự nói năng. Nhưng mà cho đến khi sau này, khi chứng A-la-hán diệt trừ phiền não rồi, nhưng mà cái thường tận ý duyên nó trở thành một cái tật bẩm sinh, thì do đó cho nên cái cách đi hay là cái cách nói nó cũng vậy. Trường hợp của vị tỳ kheo mà nói có vẻ kẻ cả với người khác, làm cho các vị tỳ kheo cũng như là Phật tử đi đến chùa thấy dường như là vị này vẫn có cái tâm nóng tính. Mới đem đến bạch với Đức Phật thì Đức Phật này nói rằng vị này lậu hoặc đã đoạn tận, vị này không còn phiền não tham sân nữa, nhưng mà tại vì cái thường cận y duyên trong quá khứ làm gia chủ lâu năm, lâu nhiều kiếp rồi liên tục, cho nên quen cái thói kẻ cả đối với người dưới, rồi cái thường cận y duyên đó bây giờ gì cũng có nhiều vị A-la-hán. Thí dụ như ngài có một cái thói quen cái tiền khi tật, khi mà ngài vị A-la-hán đó đang đi kinh hành, thì cái trú xứ của vị đó đó nằm gần với cái bờ ruộng, và khi thấy người ta đi qua đi lại đó
Người ta chở lúa từ ruộng về nhà, người ta cổ lúa từ ruộng về nhà. Người ta chào Ngài thì Ngài có thói quen lễ đính thinh, cho nên người ta chào Ngài thì Ngài gật đầu, Ngài hỏi chở cái gì đó, cái nó và chở lúa. Rồi người ta đi chuyến sau, Ngài cũng hỏi nữa, cái chuyến sau Ngài cũng hỏi nữa. Đến cái chuyến thứ ba thứ tư đó, cái người bắt nông dân là bắt bực mình quá, hỏi hoài. Người ta chở ra cho vô cái chở lúa, chở lúa. Rồi lúc bây giờ bác nông dân đó, ông sân lên, ông sân lên, ông nói về chở gấc dê. Thì thưa quý vị, vị A La Hán chỉ do cái thường cận y duyên, Ngài hay hỏi một cách là vô tâm vậy đó, là vô tình vậy thôi. Nhưng mà người này trả lời hữu ý, tức là có tâm sân. Thế là khi mà cái xe bò đó chở về tới nhà thì thành gấc dê hết, do cái quả của ông ta. Thì ông ta mới đi đến để sám hối Ngài, sám hối thật tâm. Thì lúc bây giờ Ngài mỉm cười, Ngài tha thứ cho. Thì lúc đó nó mới thành lúa trở lại thưa quý vị. Còn như trường hợp tôn giả Sa Đu Tá, Ngài cũng có thói quen mà ở trong chú giải có nói cái thường cận y duyên. Quý vị nghe xong thì quý vị để đó, chứ sư nói ở đây đó, chúng tôi nói ở đây không phải là để cho các Phật tử chúng ta nhìn cái hình ảnh của một vị A-la-hán mà chúng ta có cái thái độ khinh xuất. Ngài thật sự là thanh tịnh, nhưng mà cái thói quen vậy, như tôn giả Sa Đu Tá, khi mà Ngài đi rất thực, Ngài gặp một cái vũng nước ở trên đường, thì cái bước của Ngài đó, cái vũng nước nó hơi to, do đó cho nên Ngài phóng qua, Ngài phóng qua khỏi vũng nước. Cứ vậy, chân Ngài không có lội xuống bùn, Ngài không có lội xuống nước, cái vũng nước đó Ngài không có lội ngang, Ngài phóng qua để cho nó khô ráo, khô chân. Thì ở trong kinh nói rằng là Đức Phật này, khi mà các vị tỳ kheo bạch trình Đức Phật, thì Đức Phật nói đó là do cái thường cận y duyên, do cái thường cận y duyên. Ở trong quá khứ Ngài có, Ngài đã có khoảng chừng 500 kiếp liên tục sanh làm cái chúng sanh thuộc về loài lợn khỉ. Do đó cho nên truyền nhĩ nó quen rồi cái thường cận y duyên, vân vân. Thì những cái trường hợp đó, đó là chúng ta ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái tiền thiên tật đó nó không đẹp đối với một vị A-la-hán, không đẹp, nhưng mà không phải là phiền não. Là bởi vì như chúng tôi nói với quý vị nè, cái tiền thiên tật nào mà nó thuộc về tâm là tức là phiền não. Sân quen thành nết, hay là tham quen thì cũng thành nết. Nhưng mà cái tâm đó nó thuộc, nó biểu hiện ra cái lời nói bằng khẩu, biểu hiện ra cái cử chỉ, cái hành động. Rồi đến lâu ngày, nhiều đời nhiều kiếp nó quen đi, dù kiếp hiện tại đã đoạn trừ những cái phiền não lồ hoặc đó rồi, nhưng mà cái thường cận cái duyên thân khẩu, cái tiền thiên tật thì vẫn còn. Cũng giống như chúng tôi thí dụ về cái thân cây mà bị sâu đục thân vậy đó. Sâu đục thân ở đây giống như phiền não, mặc dù nay sâu đục thân đó đã bị diệt trừ, nhưng mà cái vết sẹo do sâu đục thân nó đục khoét ở trên thân cây thì vẫn còn. Đây là câu trả lời thứ nhất ở trong cái vế một mà chúng tôi trình bày. Cái vế thứ hai đó là nói rằng tại sao chư Phật toàn giác không có bất cứ tiền kiên tật nào. Thì thưa quý vị, điều này rất là dễ hiểu.
là bởi vì cái hạng thích văn á, thì trong cái quá trình mà còn là vị Bồ Tát, chúng sanh phàm phu hành pháp Ba La Mật á, thì vị đó có tạo phước, có tạo phước Ba La Mật, tạo thiện Ba La Mật, nhưng mà chỉ tạo đến cái mức độ là bậc hạ thôi, tức là có thể phát tâm mạnh mẽ, dầu cho bị thiệt hại tài sản, nhưng mà các vị Bồ Tát đó ngài cũng có thể chấp nhận thiệt hại tài sản để mà thực hành pháp Ba La Mật, cứu thế trì giới vân vân. Và không có chú ý đến cái việc rèn luyện thân hành khẩu hành, tập luyện thân hành khẩu hành, nghĩa là không có chỉnh, không có chỉnh sửa. Còn đối với vị Bồ Tát có hành nguyện toàn giác đó, thứ nhất là về pháp Ba La Mật là ngài đã đạt đến, ngài đã đạt đến cái đỉnh cao, tức là bậc thượng, nghĩa là hy sinh tài sản, hy sinh chúng chi, rồi hy sinh luôn cả mạng sống nếu cần để thực hành Ba La Mật. Do nên cái tâm, cái tâm của vị Bồ Tát đó đã mạnh. Và hơn nữa, vì vị Bồ Tát đó ngài có chí nguyện là sẽ trở thành vị toàn giác, chánh đẳng giác để tiếp độ chúng sinh. Do đó cho nên tự cảm thấy cái vai trò này phải là hoàn hảo, cái vai trò toàn giác phải là hoàn hảo để tiếp độ chúng sinh được. Do vị những cái kiếp mà thực hành Ba La Mật cũng như những cái kiếp tu tập, ngài luôn luôn ngài chú ý là chỉnh sửa về cái thói quen, ngài chỉnh sửa cái thói quen nào mà nó không đẹp thì ngài bắt đầu là chỉnh sửa dần dần nó nghiêm túc. Thí dụ như bây giờ hồi còn bé đó, thì hãy đi ra đường hoặc là đi ở trong xóm, hay chạy, vừa đi vừa chạy, nhảy nhót vậy đó. Nhưng mà cho đến lớn lên rồi, trở thành người lớn, nhất là cái người có cái địa vị cao sang ở trong xã hội, thì họ phải tu chỉnh lại cái dáng đi, đi đứng khoan thai chậm rãi, chứ không có vừa đi vừa chạy nhảy nhót như là trẻ con hay là những người mà họ không được bình thường, không phải vậy. Cho nên ở đây chúng ta rất là dễ hiểu là cái tiền khi tật đó không phải không thể sửa được, nếu có cái sự cố ý để mình chỉnh sửa thì vẫn chỉnh sửa được. Giống như là một người mà họ làm kiểng bonsai, họ có thể uốn nắm cái cây kiểng đó theo ý muốn, nhưng mà khi họ đã chỉnh sửa rồi, cây đó bắt đầu nó phát triển, nó lớn lên chút xíu rồi đó, thì bây giờ hễ trước đây chỉnh sửa như thế nào thì bây giờ nó sẽ theo, nó uống theo như vậy, nó có cái dạng cành lá như vậy, vân vân. Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta chỉnh sửa ngay từ đầu, chứ đợi đến khi mà nó đã dài dặn, nó trở thành cái tiền khiên tật rồi đó, thì cho dù sau này chúng ta có chứng quả la hán đi nữa, cái tiền khiên tật đó nó cũng vẫn còn. Ví như cây mà người ta trồng vậy đó, ngay khi nó còn non đó là người ta bắt đầu người ta chỉnh sửa,
Ở dưới chùa chúng tôi khi mà trồng cây, chúng tôi cũng chú ý chỗ đó, là hễ mới trồng cây nó lên, nó còn chưa có già, chưa có già thân đó, thì lúc bây giờ muốn cho thân nó, thân cây mà nó thẳng, nhánh nó xòe ra, thì lúc đó mình phải chống đỡ ba bên bốn phía như thế nào. Khi mà thấy nó quẹo qua một bên thì nó nghiêng qua một bên, thì mình phải chống đỡ cho nó thẳng lên. Thì khi mà nó đã hấp thụ ánh sáng mặt trời cũng như là nó phát triển rễ, thì đến khi mà nó cứng cáp rồi thì cây đó nó sẽ thẳng. Còn nếu mà trồng bỏ đại đó, nó mọc sao nó mọc như cây rừng đó, thì nó uốn éo hoặc là nó ngã phía trước, ngã phía sau, ngã phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Rồi đến khi lớn lên rồi bây giờ chỉnh là không được. Cho nên chư Bồ Tát toàn giác, chư Bồ Tát toàn giác ngài khoảng thời gian mà thực hành ba la mật, nhất là cái thời gian rốt ráo, cái thời gian 100.000 đại kiếp sau đó, thì vị Bồ Tát được ngài chứng đạt. Và lúc nào ngài cũng chú ý chỉnh sửa, Bồ Tát đã có cái sự chú ý chỉnh sửa về thân hành, về khẩu hành. Do đó cho nên cái tiền kiên tật nó không có, nó mất đi. Thì đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu hỏi thảo luận số 3 thượng vị đảng quyền đêm Nam Mô Bồ Tát nhé. Nhưng mà thưa tổ, Hoa Kỳ nói thêm một chút. Sau, chúng tôi nhắc quý vị là sau khi thượng tọa thầy siêu trả lời xong, chúng tôi có một thông báo quan trọng đến quý Phật tử. Nhưng mà xin hỏi thượng tọa thầy siêu là có thể nào mà một vị A-la-hán dù là thinh văn, độc giác, toàn giác mà các ngài tức cười, hay các ngài nói theo danh từ miền Nam là mắc cười, tức không nhìn được mà cười không? Hay là các ngài chỉ cười chỉ một thói quen rất là tế nhị, hay là cười gì có duyên sự mà thôi, chứ không thể nào có trường hợp mà cười mà không nhận được? Kính thỉnh thiên tổ khoan hỷ trở lại. Anh Nam Mô Bổn Thầy nhé. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ở đây chúng ta muốn nói đến vấn đề này, chúng ta nhắc lại cái yếu tố hay là cái nguyên nhân tạo ra cái cách cười. Thì ở đây trước hết cười phải là bằng tâm thọ hỷ, vui, cái cảm thọ vui mới cười được. Như là bốn tha thọ hỷ, tâm thiện thọ hỷ, hay là tâm tốn, tâm tốn dục giới, hữu nhân thọ hỷ, tâm cố thọ hỷ. Thì cái đó là đương nhiên. Còn về cái vấn đề mà cái nguyên nhân thứ hai đó, cười nó còn thêm một cái nữa là nó bị yếu tố thôi thúc, gọi là cái tâm phóng dật, cái tâm phóng dật gọi là uttaja. Cười mà không nhịn được, tức cười mà không nhịn được thì do cái tâm bị phóng dật. Thì chúng ta nhớ cái chi tiết vậy đó. Cho nên phàm phu chúng ta cười lớn tiếng, nhỏ tiếng có, lớn tiếng có, cười ngã nghiêng ngửa, chúng ta không có thể nhịn cười được, chúng ta kiểm soát không được, kềm chế không được.
ai kể cho mình nghe một câu chuyện có hài thì ngay cái chỗ đó đó là mình cười ra nước mắt vậy, mà kềm chế không được thì rõ ràng là cái tâm mình, cái tâm bị phóng dật. Nếu vậy thì đối với vị A La Hán đã diệt trừ phiền não, diệt trừ ác quốc thị pháp, do đó tâm không bao giờ bị phóng dật. Do tâm không phóng dật như vậy đó, vị A La Hán không từng có tâm phóng dật. Thế cho nên những chuyện gì xảy ra, nếu như cái chuyện đáng tức cười thì các vị chỉ biểu lộ, chỉ biểu lộ gọi là hàm tiếu, chỉ biểu lộ cái vui ở trên mặt thôi, cái nụ cười trên mặt thôi. Rồi cái thứ hai nữa là cười hở răng, cười nhếch mép, hay là cười rồi cười hở răng. Tới đó, tức là ba cách cười này á, thì vị A La Hán có đủ. Mà cười hở răng đó, Hasita, là cách cười do cái tâm ưng cúng sinh tiếu sanh ra. Còn cười mà nhếch mép á, cười mà cái miệng bình thường của mình, ví dụ như cái cặp môi của mình bình thường, thì cái bề ngang của nó bình thường chúng ta để thì nó cỡ khoảng chừng 4 cm, 3 phân rưỡi hay là 4 phân thôi. Nhưng mà khi mà cười nhếch mép có nghĩa là cái miệng của chúng ta, cái môi nó nằm xuống và nó làm cho vung cái má lên, mặc dù không hở răng, nhưng mà cái đó là cười, chúng ta gọi là cười nhếch mép. Như có cái chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác á, thì cái cách cười của ngài đó là nhìn nét mặt, giống như ở trên tượng Phật, có những cái tượng Phật chúng ta nhìn thấy dường như là Đức Thế Tôn đang mỉm cười, nhưng mà thật sự á, thì ngài đâu có, ngài đâu có, cái miệng của ngài bình thường đâu có nhếch mép giống như là những cái tượng Di Lặc hay là tượng thần tài đâu. Quý vị thấy tượng Bồ Tát Di Lặc hay là tượng thần tài mà người ta đúc ra đó để thờ thì nhìn mặt cái cười, cái miệng bành ra bị biết liền. Cho nên ở đây đó, thì đối với một vị A La Hán, vì không bị phiền não chi phối, không bị tâm phóng dật, do đó cho nên ngài có đủ bản lĩnh để khi gặp cái chuyện đáng tức cười thì ngài chỉ là quá lắm là cười hở răng, cười nhếch mép và cười hở răng. Còn như đối với một vị Chánh Đẳng Chánh Giác thì cái sự nghiêm túc đó là đã đạt đến cái đỉnh cao của một bậc thầy, của một bậc đạo sư, của một bậc thiên nhân sư. Do đó cho nên đối với ngài không có một cái chuyện gì đáng tức cười cả. Và nếu như ngài lộ vẻ gọi là hàm tiếu là để làm cái cớ cho các vị tỳ kheo, nhất là thị giả đi bên cạnh ngài nhìn thấy như vậy, tôn giả Na Tra nhìn thấy mới nghĩ rằng chư Phật không cười một cách vô cớ, Đức Thế Tôn ngài có nét mặt vui như vậy có lý do gì. Rồi mới bạch hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài mới nói là: nè Na Tra, ngươi có nhìn thấy cái đó hay không? Vậy nhìn thấy. Rồi Đức Phật mới lấy cái cớ đó ngài mới giải thích cái trường hợp đó như thế nào đó. Khi ngài đi đến một cái chỗ, cái vị trí đó, cái ngài lộ vẻ hàm thiếu, tôn giả Na Tra hỏi thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng: này Na Tra, chính tại chỗ này, chỗ mà Như Lai đang đứng đó, cái chỗ này là cái chỗ mà xưa kia Đức Phật Kakusintha, hay Đức Phật Kona Kamana, hay Đức Phật Kassapa
Ngài cũng đã từng đứng ở đây, ngồi ở đây. Lúc đó Tôn giả Ananda mới trải cái tòa cụ cho Đức Thế Tôn ngồi xuống, ngồi xuống chỗ đó và bạch rằng là thỉnh Đức Thế Tôn ngồi xuống để ở chỗ này có bốn vị chánh đẳng giới giác trong quả đất này ngủ, cứ ngủ trú ở đây. Thì ở đó thưa quý vị, một cái nụ cười hàm tiếu của Đức Thế Tôn là nó có một cái ý nghĩa rất là lớn lao như thế. Cho nên ở đây đó, một là hàm tiếu, hai là mỉm cười mỉm, ba là cười hở răng. Cười mỉm hay cười hở răng? Cười mỉm là không có lộ răng, còn cười mà hở răng thì là cái chức năng này là do tâm ưng cúng sinh tiếu sinh ra. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy để dành lại một phút hai phút để cho thượng tọa giác đẳng thông báo cái chuyện quan trọng. Quý vị hãy chú ý lắng nghe. Xin tỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính đức thượng tọa tuệ sư, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, hôm qua chúng tôi có một buổi bàn thảo riêng với thượng tọa tuệ sư về cái nhu cầu học Phật pháp của quý Phật tử trong Rum. Thì trước đó chúng tôi cũng có bàn chuyện với thượng tọa Pháp Tân cũng như là chư tăng khác, và thượng tọa Thầy Siêu cũng có đồng ý một việc mà hôm nay chúng tôi muốn thông báo với quý vị. Thứ nhất là từ nay về sau đó, cái chương trình dạy thắng pháp sẽ là cái chương trình hợp giảng của thượng tọa Thầy Siêu và chúng tôi, tức là mỗi một ngày giải thắng pháp thì thượng tọa Tuệ Siêu và chúng tôi sẽ cùng nhau để giảng. Và thứ hai đó là riêng về cái ngày giảng của thượng tọa Tuệ Siêu về Trung Bộ Kinh đó, là ngày thứ hai thì chúng ta sẽ đổi lại. Thượng tọa Tuệ Siêu sẽ không có giảng Trung Bộ Kinh ngày thứ hai nữa, mà thay vào đó thượng tọa sẽ dạy Phạn ngữ Pali. Về chương trình dạy Phạn ngữ Pali này đó, chúng tôi và thượng tọa Tuệ Siêu muốn thử một điểm, đó là không có dạy theo cái cách dạy học mà chuyên về ngoại ngữ, tức là học về văn phạm như là các lớp dạy Phạn ngữ Pali và dạy vào văn phạm, mà thay vào đó đó nó là một cách dạy tương tự như là khi chúng ta học Anh ngữ chúng ta học về đàm thoại. Ở đây thì chúng ta không học về đàm thoại, mà chúng ta lấy từng cái đoạn văn Pali, đoạn văn trong ngữ. Thí dụ như đầu tiên là chúng ta học một số các bài kinh tụng như là lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, kinh niệm luận từ, kinh hồi hướng công đức v.v. Rồi chúng ta sẽ học từng chữ, thì thượng tọa Tuệ Siêu sẽ giới thiệu một số những cái điểm về văn phạm. Thí dụ như tại sao Buddha là Phật, mà sao chỗ này gọi là Buddha, chỗ kia gọi là Buddha, rồi có cái chỗ là Buddha ná, rồi Buddha hí, Buddha phí, Buddhasmin chẳng hạn. Thì tại sao chúng ta có những cái chữ sau cùng mà nó biến dạng như vậy? Thì thượng tọa Tuệ Siêu sẽ giảng cái điểm này. Thứ nhất thì chúng tôi tập trung vào một số các cái bài kinh tụng quan trọng, và sau đó đó thì chúng tôi sẽ đi vào một loạt một số khu kinh pháp cú phổ thông. Những khu kinh pháp cú phổ thông mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta biết được Pali thì rất là tốt, tức là những cái câu phần ngôn ngắn, nhưng mà trong cái buổi cái thể mà gatha thể kệ cho quý vị học. Và sau cùng đó thì sẽ tập trung, sẽ xoáy vào một số những cái bài kinh, những đoạn kinh mà ví dụ Đức Phật kỳ giảng về tứ đế, giải về khổ, về bài tập, về diệt, về đạo. Rồi từ chỗ đó mình học tiếng Phạn dựa trên những cái kinh văn và kinh quan trọng, tức là kinh đạn trích giảng. Mà khi kinh đạn trích giảng thì chúng ta trích nguyên bài kinh, thì chúng ta chỉ trích một đoạn mang câu Phật ngôn nào đó. Thì như vậy đó là quý Phật tử vừa có thể học cái nghĩa kinh mà đồng thời học được cái Phạn ngữ. Và dĩ nhiên là nếu vị nào mà muốn chuyên sâu hơn thì thượng tọa Tuệ Siêu có quyển sách dạy hành về văn phạm. Thì chúng tôi thưa quý vị rằng đa phần nếu quý vị có được một khái niệm căn bản rồi thì quý vị có thể tự nghiên cứu lấy.
không có thành vấn đề. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ được nghe học Phạn ngữ, gọi là ăn kèm. Ăn kèm tức là ở đây là chúng ta, thật ra hồi xưa đó quý vị, cho đến bây giờ cũng vậy, tại các quốc gia Phật giáo thì có hai cái cách học mà chỉ đang học song song với nhau. Một cách đó là đọc thẳng vào trong kinh. Thí dụ như là ở tại Campuchia đó, học tiếng Phạn Bali đó, bằng bộ Thammapada, tức là Thammapada là kinh Pháp Cú. Mano bút tăng gama thamma mano sata mano maya. Mano nghĩa là gì? Bút tăng nghĩa là gì? Mano là ý, bút tăng là đi trước chẳng hạn, là trước chẳng hạn. Thì học từ chữ mano bút tăng, rồi gama thamma, học từ chữ như vậy, rồi cái văn phạm như thế nào, kết nối thế nào. Do vậy đầu tiên chúng ta sẽ học về kinh tụng. Học kinh tụng xong rồi thì chúng ta sẽ đi vào các câu Phật ngôn ngắn, rồi những cái đoạn kinh văn dài. Thì chương trình này thì cũng thể là rất là lâu, quý vị, rất lâu. Nếu mà cái việc học có lời lạc lâu dài đó, thì quý vị muốn 10 năm cũng được, 5 năm cũng được, 3 năm cũng được, tùy. Tại vì kinh, trong bài kinh thì vô cùng. Thì nói chung là nhắc lại là từ đây về sau, cái phần giảng về thắng pháp Abhidhamma thì chỉ là thực sự và chúng tôi sẽ hợp giảng, tức là giảng chung chứ không có giảng riêng. Và thứ nữa đó là qua phần Pali đó, thì Chư Tổ Tổ Siêu sẽ giảng, sẽ đặc biệt dạy một lớp Pali để quý vị Phật tử học về kinh văn, mà qua đó chúng ta có cái khái niệm về Phạn ngữ. Chư Tổ Tổ Siêu cũng đồng thuận như vậy. Về lịch giảng thì cũng giống y hệt là ngày thứ hai là Pali, ngày thứ ba là Trung Bộ, ngày thứ tư là Trung Bộ, thứ năm thắng pháp, thứ sáu là Trung Bộ, thứ bảy là Trung Bộ, và chủ nhật là thắng pháp. Đó là cái lịch giảng cho trong tuần, hàng tuần và cái chương trình sắp tới. Chúng tôi hy vọng rằng với cái sự tận dụng những gì mà chúng ta có được thì rất là mong là về lâu về dài quý Phật tử sẽ có được cái lợi lạc từ cái việc tu học. Bởi vì Chư Tổ Tổ Siêu cũng giống như tất cả chư tăng đều tin rằng quý vị bỏ thì giờ vào trong lớp học mỗi ngày là thì giờ rất là quý báu, và mong rằng với thì giờ quý báu quý vị có thể có được những cái lợi lạc thật sự. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Tham Ma. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Thứ lần thay chúng con kính chân từ từ giác đẳng đã kết thúc cho bài học và thông báo phần quan trọng về vấn đề học Phạn ngữ Pali. Còn Lăng Nhật Nguyệt thay mặt đại chúng trong room còn Lăng Nhật Nguyệt thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm từng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các từ trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng tương công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.